Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Đội quản lý thị trường số 5 của Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bóc rỡ, niêm phong, kiểm tra và đem đi tiêu hủy gần 164.000 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử và gần 10 tấn phụ kiện thuốc lá điện tử nhập lậu. Ước tính tổng số hàng hóa trên có giá trị hơn 12 tỷ đồng. Đây là số lượng thuốc lá điện tử nhập lậu lớn nhất được thu giữ từ trước đến nay. Trước đó, ngày 6 tháng 6 năm 2024, Đội Quản lý Thị trường số 5 của Quản lý Thị trường Hưng Yên phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an tỉnh Hưng Yên, Đội Cảnh sát Điều tra Tổng hợp Công an huyện Tiên Lữ và Đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tiến hành khám nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính đối với kho hàng hóa tại địa chỉ thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, do ông Trần Xuân Hà, sinh ngày 31 tháng 3 năm 1980, địa chỉ thường trú khu 1 Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh làm chủ. Tại thời điểm khám, đoàn kiểm tra phát hiện trong kho cất giữ tổng số 163.410 đơn vị sản phẩm thiết bị thuốc lá điện tử và 9.913 kg phụ kiện thuốc lá điện tử các loại. Tại thời điểm khám, chủ kho hàng là ông Trần Xuân Hà không cung cấp được hóa đơn chứng từ hay bất cứ tài liệu gì kèm theo để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên. Từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù cuối năm 2023, đối tượng Nguyễn Văn Thịnh đang thuê ở trọ tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương lại tiếp tục tái phạm tội, vừa bị bắt giữ khi thực hiện vụ cướp giật điện thoại di động của người đi đường cùng với một đối tượng khác. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu cơ quan công an làm rõ hai đối tượng cùng thực hiện 10 vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn thành phố Hải Dương. Thủ đoạn của hai đối tượng là sử dụng xe máy đi vòng quanh các tuyến đường trong phố. Khi phát hiện người dân sơ hở như vừa đi vừa nghe điện thoại, kể cả đi bộ và đi xe máy, hoặc để điện thoại ở hốc, để đồ ở cổ xe máy hoặc túi quần, hai đối tượng áp sát cướp giật điện thoại của nạn nhân. Thời gian thực hiện thường vào buổi tối từ 19 giờ đến 22 giờ, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Điện thoại sau khi cướp giật được bọn chúng bán ở các điểm thu mua điện thoại cũ để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Được biết, Thịnh từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù cuối năm 2023. Đối tượng Thống cùng thực hiện 10 vụ cướp giật với Thịnh cũng từng có 1 tiền án về ma túy, vừa mới ra tù vào tháng 3 năm nay. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Công an tỉnh Lai Châu thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra vừa quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tươi, sinh năm 1983, trú tại tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bổ sung đối với bị can Trịnh Thị Kim Nhung, sinh năm 1976, trú tại tổ 8, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, về hành vi giả mạo trong công tác. Hiện bị can Trịnh Thị Kim Nhung đang bị tạm giữ hình sự vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, lực lượng công an xác định Nhung nguyên là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, Tươi là công chứng viên phòng công chứng số 1 Lai Châu. Việc khởi tố hai bị can là kết quả mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn phù phép tẩy xóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân có nhu cầu đổi giấy mới và chỉnh sửa thông tin trên phần mềm Vlist mà đơn vị này điều tra hồi tháng 10 năm 2013. Quá trình điều tra mở rộng xác định Nguyễn Hồng Tươi là công chứng viên phòng công chứng số 1 tỉnh Lai Châu. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ hồi tháng 9 và tháng 10 năm 2023, với các hợp đồng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tươi đã không thực hiện đúng quy định luật công chứng và quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cụ thể, Tươi đã không khai thác, kiểm tra, tình trạng ngăn chặn và kiểm tra các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao dịch của khách hàng, gián tiếp tạo điều kiện cho bị can Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại ở thành phố Lai Châu. Với hành vi lừa đảo của Trịnh Thị Kim Nhung, cơ quan điều tra xác định cuối tháng 10 năm 2023, người này công tác tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu do nợ nần, thua lỗ đầu tư tiền điện tử nên chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ của người dân muốn cấp đổi sang tên mình bằng thủ đoạn dùng dao lam cạo chữ in,
trên sổ rồi in đè thông tin của mình lên, thậm chí nhung vào phần mềm Vilis, phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất để chỉnh sửa thông tin cho khớp với bản cứng sổ đỏ. Khi đã hoàn thành thủ đoạn phù phép, Nhung gọi môi giới bất động sản để tìm người chuyển nhượng giá rẻ. Trong tháng 10 năm 2023, có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển nhượng, Nhung chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng và dùng trả nợ nạp vào tài khoản tiền điện tử. Trịnh Thị Kim Nhung cũng khai nhận đã tiến hành công chứng 6 hợp đồng ở 2 đơn vị công chứng. Các công chứng viên không kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kỹ càng nên không biết thông tin đã bị tẩy xóa, chỉnh sửa. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trịnh Thị Kim Nhung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị khởi tố ngày 11 tháng 11 năm 2023. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra mở rộng. Khoảng một tháng nay, các phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 166 qua địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái bất an bởi nhiều vị trí mặt đường bị sụt sạt xuống sông Hồng. Tại khu vực thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, trên đoạn đường khoảng 1 km, có tới 3 điểm sụt sạt, có điểm gần nửa mặt đường đã bị sạt xuống sông Hồng. Nhiều cây cối đã bị dòng nước cuốn trôi, đoạn đường đứt gãy sạt xuống sâu khoảng 2 mét so với nền đường. Theo một số người dân địa phương sống gần khu vực này, tuyến đường mới được thảm nhựa hoàn thành cách đây không lâu. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng trở lại đây, nhiều đoạn bị sụt sạt xuống sông, xuống ruộng, có điểm bị sạt gần nửa mặt đường, trong khi đường hẹp lại không có lề nên các phương tiện qua lại khá khó khăn, đặc biệt là vào buổi tối khi có ô tô tải chở cát đổ sộ đi qua. Mặc dù đã cắm biển, căng dây cảnh báo nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái, chủ đầu tư dự án đoạn đường sạt lở thuộc tỉnh lộ 166 hiện nằm trong dự án cải tạo đường nối quốc lộ 37 với nút giao IC15 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Yên Bái và khu vực thượng lưu sông Hồng có mưa lớn kéo dài liên tục, mực nước sông dâng cao làm xói lở một số vị trí bờ sông thuộc địa phận thôn Quyết Tiến, xã Y Can. Đến ngày 1 tháng 7, các vị trí xói lở phát triển nhanh đã làm sụt lún nứt 1/2 nền mặt đường bê tông nhựa của các công trình tại các đoạn từ km 10 cộng 131m đến km 10 cộng 149m, từ km 10 cộng 180m đến km 10 cộng 212m và từ km 10 cộng 288m đến km 10 cộng 311m, tổng chiều dài 3 điểm sạt hơn 70m. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái cho biết, qua kiểm tra hiện trường, các vị trí xảy ra sự cố sạt lở vẫn đang tiếp tục phát triển nhanh. Nếu không có các biện pháp xử lý kịp thời, có nguy cơ sạt lở toàn bộ mặt đường, gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này. Trong khi đó, ông Trần Việt Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho hay, đây là tình huống khẩn cấp về thiên tai trong lĩnh vực đường bộ, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Vì vậy, Sở đã báo cáo Ủy ban dân tỉnh để có phương án tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp, kịp thời ngăn chặn thiệt hại và khắc phục hậu quả. Hiện nay, mùa thiên tai vẫn đang trong giai đoạn cao điểm, nước sông Hồng luôn ở mức cao. Việc khắc phục sạt lở trên tuyến đường này gặp khó khăn, đơn vị đã chỉ đạo chủ đầu tư chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, máy móc, vật liệu để thi công, khắc phục ngay khi có điều kiện thuận lợi nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.